Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Ở trên này mình đang có hai chiếc máy, đây là Vivo V3 Max này và đây là chiếc M1 Plus. Cả hai chiếc máy này thì là đều đến từ Trung Quốc và nó đều sở hữu trong mình những cái cảm biến vân tay rất là nhanh và bá đạo. Nên hôm nay mình đã quyết định làm thử một cái video để so sánh thử xem là cảm biến vân tay của máy nào sẽ nhanh và khủng khiếp hơn nhá. Mình có đặt một cái iPad ở đây bởi vì cảm biến vân tay của chiếc Vivo V3 Max đặt ở phía sau. Thế nên là mình phải làm này để mấy ông kiểu thánh soi hay có mấy cái trò kiểu thằng này gian lận, thằng này kiểu thiên vị các thứ ấy. Thế là mình làm này để cho minh bạch. Đầu tiên thì mình sẽ test thử với cái tốc độ nhập dấu vân tay. Thế nào? Đó, các bạn có thể thấy trên màn hình là hai máy đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm này. 1, 2, 3. Như vậy là bên Vivo V3 Max thì đã hoàn thành xong. Còn với chiếc M1 Plus thì có vẻ như chúng ta sẽ vẫn phải nhập tiếp một lần nữa, điều chỉnh các góc độ. Đây này, bên này thì mình sẽ nhập mật khẩu mới cho bên này. Cuối cùng thì bên M1 Plus cũng đã xong. Chu Văn An cấp 1 này. Ok, hai máy xong. Và bây giờ thì mình sẽ đo về cái tốc độ mở khóa màn hình. Cái này thì mình sẽ để hai máy cùng khóa màn hình bởi vì là M1 Plus thì không có cái mở khóa ngay từ lúc mà màn hình còn đóng. Nhưng mà với Vivo V3 Max thì nó hoàn toàn có thể làm như này. Còn với M1 Plus thì không, chúng ta không thể làm như thế. Và bây giờ thì mình sẽ đo nha, để màn hình mở nào. Và mình sẽ đo thử nha nào. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lại một lần nữa nha. Cái lần vừa rồi thì mình có ấn tay mình tốc độ nhanh hơn cái lần đầu tiên. Thế nên là chiếc M1 Plus thì không nhận được. Nhưng mà với V3 Max thì vẫn ok, vẫn ổn. Nào để lại nào. Lần này thì mình ấn lâu hơn một chút xíu rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử là vừa chạm vào phát bỏ ra luôn. Nào, 3, 2, 1 này. Chưa máy nào nhận được à? Lại nhá. Rồi. Có vẻ như cái tốc độ của cả hai máy khá là tương đương với nhau. Nhưng mà nói về cái trải nghiệm người dùng thì mình đánh giá cao chiếc Vivo V3 Max hơn bởi vì là nó có thể nhận diện chỉ với một cú chạm rất là nhanh như thế này. Nhưng mà cái điều đó thì lại rất khó có thể xảy ra trên Oppo. Các bạn thể thấy rằng là phần lớn những cái lần thử nghiệm của mình thì Vivo V3 Max thì đều có thể mở được. Thế nhưng mà chiếc Oppo M1 Plus thì lại không phải như thế. Nào, lại một lần nữa, một lần cuối cùng nhá. Và các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cái tốc độ trên YouTube để xem là chiếc máy nào nhanh hơn này. 3, 2, 1 này. Đó, mình làm rất là nhanh và mỗi cái V3 Max là nhận diện được thôi. Và mình sẽ đến với bài test cuối cùng, đó là thử khi mà tay ướt. Nào, để đi móc cua tí cho tay ướt nào. Đó, hai ngón tay của mình đã ướt đầy công nước này nha các bạn. Để mình nhúng lại một lần nữa cho các bạn xem. Đó, cả hai ngón tay của mình đã ướt rồi này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ thử. Để mình thử xem là cái máy nào nó sẽ nhận diện được khi mà tay của mình bị ướt nhá. Nào, bắt đầu này, 3, 2, 1. Có vẻ như là các bạn đã thấy khá rõ ràng rồi. Ngón tay trỏ phía bên trái của mình đang bị ướt và chiếc V3 Max đã nhận diện được, còn chiếc M1 Plus thì lại không. Một lần nữa nha. Đó. Qua hai lần thử nghiệm thì chúng ta thấy kết quả đã khá là rõ ràng. Với tay ướt thì chiếc V3 Max đã nhận diện được, còn với chiếc M1 Plus thì không. Và đến đây thì mình cũng đã hoàn thành xong cái phần so sánh cái cảm biến vân tay giữa M1 Plus đến từ Oppo và V3 Max đến từ Vivo. Có thể nói rằng cả hai chiếc máy này đều có cảm biến vân tay rất là nhanh và bá đạo. Tuy nhiên thì mình đánh giá cao chiếc V3 Max này hơn bởi vì nó là cảm biến vân tay một chạm này, nó có thể mở máy ngay khi màn hình khóa này, nó có thể nhận diện dấu vân tay khi mà ngón tay ướt này, rất phù hợp với những ai mà hay ra mồ hôi tay giống như mình. Và thậm chí là cái tốc độ nhập liệu cũng như là tốc độ nhận diện dấu vân tay nó cũng nhanh hơn nữa. Còn với M1 Plus thì cũng rất là nhanh và bá đạo, tuy nhiên thì so với cả V3 Max thì có lẽ là không bằng rồi. Và có lẽ bây giờ mình phải kết thúc video rồi nhở. Và các bạn muốn mình so sánh cảm biến vân tay của V3 Max này với chiếc máy nào nữa ấy, thì hãy để lại phần comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.